Đây là toàn cảnh chiếc máy cuốn rơm Phan Tấn lúng ba bữa rồi nha mọi người. Hồi sáng nay có một chiếc xe cuốc nhỏ vô kéo mà không lên nha. Có dấu bánh xích xe cuốc nè. Rồi xe cuốc móc vòng 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 vòng. Móc cho trống ra rồi vẫn không lên. Sáng mình vô nghe trễ á. Nên mình đi vô trễ xe cuốc kéo không lên. Anh về hết trơn rồi. Giờ còn cái máy không, múc vòng vòng đất đem ra đó, múc trống vậy mà luôn chưa chưa lên nổi luôn, quá lúng quá năng rồi. Lúng quá năng anh em ơi. Cái này theo như mình lấy giá đào cho trống cho đất ở dưới hàm này ra luôn mới được nè. Cái này mấy anh chưa đào ra trống, chỉ trống bên hông thôi chứ dưới đất dưới hàm còn nè. Nó bị cởi hàm á nên khó lên. Này mấy anh phải đào trống cái hàm ra mới được. Bên đây nè. Đây cái này lúng ngay đường qua máy mà lúng riết rồi, giờ như cái hầm ngay đây luôn ta. Ruộng này quá trơn nước. Để mình để mấy ảnh đi kiếm xe cuốc lớn hơn hay gì vậy? Dắt xe cuốc tới mình sẽ quay anh em xem nha. Anh kêu xe cuốc lên, hồi sáng hình như xe cuốc có không một bãi hay gì vậy, xe cuốc không một bãi nhỏ quá, kéo nhõng đầu nhõng rít nó không lo chịu lên, này phải không ba mới được anh em ơi. Cuốc phải 03 mới lên được. Cái này Phan Tấn nè. Máy cuộn rơm Phan Tấn. Rồi, anh em nhớ đón xem video tiếp theo của mình là xe cuốc 03 sẽ vô kéo máy cuộn rơm nha anh em. Giờ thì không còn ai đây đó. Đi chắc đi kiếm kiếm máy đừng nhờ trợ giúp á. Xung quanh giữa đồng vắng không có một bóng người. Theo như lúng thế thấy lúng như thế này thì các anh em cho ý kiến nha, các anh em sẽ làm như thế nào để lên mà không cần cua be anh em, xe cuốc không cần xe cuốc á. Cái này em cho cái ý kiến nha. Nếu không cần xe cứu anh em đào trống ra nhắc cầu vô phải không anh em? Thấy lúng nè. Sáng qua thì lúng dựa vô bờ này. Này là cái bờ. Thấy cảnh này thấy rầu giùm cái mấy anh em cuốn rơm luôn. Lúng ba bữa rồi anh em ơi. Cực quá, cái tay cực rồi. Kéo ve thì cũng không được. Tại vì ve đất bên đây quá mềm nè. Có dấu xích của be nè. Xích xe cuốc kéo ve có dấu nè. Mà không lên. Kéo tới thì vướng vô cái bờ hàm nè. Cái này là cái bờ nè. Đào trống hai bên chứ chưa có đào trống ở dưới á. Nên kéo tới vướng cái bậc đất đó đó. Phải đào trống này mới được. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn anh em video tiếp theo là mình sẽ quay cảnh xe cuốc 03 vô kéo lên nha. Anh em trợ giúp. Xe cuốc 03 trợ giúp nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha.